Đây nè cả nhà, Hương đã có được là 5 quả trứng hột vịt muối nha. À, bây giờ thì Hương sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái nước sốt trứng hột vịt muối để mình làm món ăn nha. Đầu tiên thì Hương đã tách cái phần lòng đỏ của hột vịt muối ra riêng để vào nồi. Để mục đích là mình sẽ đi hấp cho cái phần lòng đỏ này nó chín đi á mọi người. Sau khi mọi người tách xong thì mọi người bỏ cái phần lòng trắng trứng ra nha. Mình chỉ sử dụng cái lòng đỏ thôi để mình đem đi hấp ha. Bây giờ thì đậy nắp lại nha. Trong quá trình đợi mà trứng chín á, thì bây giờ Hương sẽ cho một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê Asingon. Mục đích là để làm cho cái phần nước sốt nó thêm đậm đà á mọi người. Còn mọi người mà thích ăn theo cái khẩu vị của mình thì mình có thể cho gia giảm gia vị theo cái sở thích nha. Còn Hương thì chỉ thích cái vị vừa phải thôi, cho nên là Hương cho số lượng bột nêm giống như là như trên nha. Còn mình thích thì mình có thể tăng thêm đường hoặc là tăng thêm muối, tăng thêm Asingon, và Hương cho thêm là 110 ml sữa tươi. Bây giờ thì trứng cũng đã chín rồi nè. Bây giờ thì Hương bắt đầu Hương sẽ cho vào cối nha, cho vào cái cối mà mới nãy mình để gia vị á mọi người. Sữa tươi thì Hương cũng đã chớ vào luôn rồi. Bây giờ thì sẽ cho trứng vô nha. Cái trứng hột vịt muối sau khi mà mình hấp chín á thì Hương cảm giác là cái mùi của trứng muối nó sẽ bị át đi, không còn cái mùi trứng muối nữa, nhưng mà nó lại thơm cái mùi của cái mùi đặc trưng của trứng ấy, là mọi người sẽ cảm giác có cái vị, có cái độ tanh ấy. Thì bây giờ sẽ cho vô cối để xay nè. Thông thường thì trứng hột vịt muối mọi người có thể làm bánh, làm tất cả các món ăn mà mình thích có cái vị mặn mặn, thơm thơm, béo béo của hột vịt muối. Nhưng mà hôm nay Hương quyết định là Hương sẽ không để nguyên trứng mà Hương sẽ làm nước sốt nha, để mình có thể chấm được bánh mì á mọi người. Đây, cho một tí xíu tương cà với lại tương ớt vô nha. Nếu mà mọi người có con nít á thì mình nên cho tương cà. Còn khi nào mà mình muốn ăn cay hơn á thì mình sẽ cho cái phần tương ớt ra riêng ra ngoài cho người lớn ăn nha. Bây giờ thì sẽ bắt đầu cái công đoạn là đi xay thôi mọi người. À, cái xay thì mọi người dùng cái cối đa năng sử dụng để xay thịt, xay hải sản á, thì lúc này trứng sẽ được bánh nhuyễn hơn, tại vì cái lưỡi của cái máy xay á nó bé, nó sẽ giúp với lại tốc độ mạnh á sẽ giúp cho trứng được xay nhuyễn nha. Và xong rồi này, đánh nhuyễn rồi này nha mọi người. Cái phần nước sốt nó sẽ keo keo đặc đặc như thế này nè, thì khi mà mình làm món ăn á thì nó mới ngon được. Thơm lắm luôn nha, cảm giác có cái độ béo rồi đấy, béo béo thơm thơm, béo của sữa tươi, thơm thơm của trứng nha. Bây giờ thì sẽ đi chế biến món ăn thôi cả nhà.